Thưa quý vị, nền kinh tế khát vốn nhưng không hấp thụ được vốn, nhiều doanh nghiệp đói vốn nhưng lâm vào tình thế không thể, không dám và không cần vay vốn. Bài viết trên báo Nhân dân cho rằng đây thật sự là một nghịch cảnh phát triển. Tín dụng chung tính đến cuối tháng 9 năm 2023 đạt gần 7%, cho thấy những tín hiệu cải thiện của sự tăng trưởng, nhưng để đạt mục tiêu 14% thì theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế, rất cần những giải pháp quyết liệt đồng bộ và đột phá hơn nhằm giải tỏa phần nào nghịch lý thừa thiếu vốn đang tồn tại. Thời gian qua, dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI của Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ các nước châu Á, trong khi dòng vốn từ Mỹ, Liên minh châu Âu EU vẫn còn chưa được như kỳ vọng. Theo bài viết trên báo Thời nay, việc nâng cao chất lượng nguồn vốn FDI thu hút công nghệ cao đang trở nên bức thiết. Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy Việt Nam đã thu hút đầu tư nước ngoài từ 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các tập đoàn công nghệ lớn như Intel, Apple, Google, Boeing đang nghiên cứu đầu tư mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam nhằm bảo đảm tính ổn định trong dài hạn của toàn chuỗi. Sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, tiêu dùng xanh đã và đang trở thành xu hướng phát triển trên toàn cầu. Tuy nhiên, Báo Đại Đoàn Kết đăng tải ý kiến của đại diện một số doanh nghiệp cho biết, nhiều chính sách vẫn chưa đủ để thúc đẩy hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp tái chế, công nghiệp môi trường. Chính vì vậy, quá trình xanh hóa của doanh nghiệp gặp không ít thách thức. Do đó, cùng với doanh nghiệp, nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ để mạnh phát triển ngành công nghiệp tái chế và xác định đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng đến nền kinh tế tuần hoàn bằng cách quản lý chất thải như là một nguồn tài nguyên có giá trị. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, dự kiến tại kỳ họp thứ 6 khai mạc đầu tuần tới, Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Trung quanh vấn đề này, tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng, xét một cách tổng thể thì việc tăng lương thời gian qua chưa mang lại sự thay đổi lớn về tiền lương của 1,7 triệu người hưởng lương từ ngân sách. Do vậy, việc cải cách tiền lương dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là thời điểm phù hợp chín mùi vì đã lùi thời gian cải cách ít nhất 2 lần kể từ năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2023, số lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ở Vĩnh Long tăng đột biến gần 45% so với cùng kỳ năm 2022. Trao đổi với báo Lao động, đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng người lao động hãy cân nhắc nghĩ đến các quyền lợi được hưởng chế độ hưu trí khi hết tuổi lao động nhất là trong thời gian tới đây, người lao động dễ dàng được tiếp cận và thụ hưởng lương hưu khi mà nhà nước sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm và xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng nhằm tạo điều kiện tối ưu cho người lao động. Không chỉ những bệnh viện tuyến trên lâm vào cảnh xuống cấp, nhách nhác, mà nhiều bệnh viện tuyến quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hàng ngày oan mình phục vụ người bệnh khi cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh vấn đề này, báo Sài Gòn Giải phóng số ra hôm nay có bài viết Gian nan sửa chữa mở rộng bệnh viện. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc ngành y tế thành phố đã chính thức được bổ sung với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, ba bệnh viện đa khoa khu vực đang xây dựng cơ sở hạ tầng được thành phố chấp thuận thông qua các dự án mua sắm trang thiết bị tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng một bệnh viện. Cách đây khoảng 10 năm, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng đã đưa ra đề xuất di rời một số trường đại học khỏi nội đô, nhưng đến nay chưa thực hiện được. Bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại cho rằng, một trong những nguyên nhân chính khiến cho đề xuất này bị chậm tiến độ là do thiếu quỹ đất, nguồn lực, cơ chế và sự quyết tâm của các trường. Thực tế cho thấy quy hoạch di rời để giảm tải cho trung tâm đô thị một cách hợp lý là việc cần làm. Hiện bốn quận lõi của thành phố Hà Nội có tới 26 trường đại học. Tuy nhiên, để di rời, cần xây dựng khu đô thị đại học đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng bộ về cơ sở vật chất và công nghệ.